trình được bảo trợ bởi iShop LSTV 866-328-3434, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Anh Tuấn Web Design đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714-251-2161. Anh Tuấn xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Tìm Người Thân, được phát đi trực tiếp với quý vị vào ngày hôm nay. Thưa quý vị khán thính giả, cùng với Huỳnh Anh Tuấn. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm và cứ mỗi ngày thứ năm vào lúc 11 giờ sáng cho tới 11 giờ 30 phút sáng, thời lượng 30 phút của chương trình, thì chương trình Tìm Người Thân là được tiếp tục với quý vị khán thính giả. Chúng tôi dùng mọi điều kiện cũng như là mọi phương tiện về Internet và cũng giống như là về những băng tần Lido Sài Gòn TV mà đã phủ sóng đi 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cũng như là khắp các vùng local địa phương để nhằm giúp cho quý vị có một cái phương tiện để tìm lại những người thân, những người bạn bè hoặc là bà con mà quý vị đã bị mất tích hoặc là vì bị mất liên lạc bất cứ một lý do nào đó. Có thể là mất tích từ những năm 1975 cho tới tận bây giờ, và cũng có thể mất tích từ khi mà mới có một vài ngày sau khi chúng ta bị mất liên lạc, về số phone, địa chỉ thay đổi, rất nhiều trường hợp. Có tới cả hàng trăm trường hợp trong chương trình về tìm người thân thông báo rằng họ mất liên lạc là tại vì số phone bị đổi, như quý vị cũng đã biết. Thì cứ gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân, thưa quý vị. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào trực tiếp ngay từ bây giờ, nó nằm ở phía bên góc phải của màn hình mà quý vị đang thấy, 714-893-3264. Và đây, một lần nữa, là chương trình trực tiếp để quý vị có thể gọi vào. Vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, tức là vào hôm tuần trước, thì Tuấn có nhận được email của cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh email về cho Tuấn rất là đầy đủ, kèm theo một cái tờ giấy mà cô viết và cũng như là chụp lại để gửi về cho chương trình Tìm Người Thân. Hôm nay, Tuấn xin mạn phép cùng với quý vị đi vào cái coi như là cái trường hợp của cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, thưa quý vị. Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh muốn tìm người thân bị mất tích là, thứ nhất, chị Lưu Thị Quý, sinh năm 1952. Người thứ nhì là chị Lưu Thị Sơn, sinh năm 1955. Hai chị Quý và chị Sơn, là con của ông Lưu Đôn và bà Huỳnh Thị Ba, quê quán ở thôn Bình Nhai, xã Kỳ Châu, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đã từng có thời gian sinh sống tại địa chỉ số nhà 117 đường Tự Do, thị xã Sông Mau, tỉnh Phan Thiết, từ năm 1962 đến năm 1975. Từ năm 1975 thì đi tị nạn sang Mỹ và mất liên lạc với gia đình cho đến hiện tại bây giờ. Được biết, chị Lưu Thị Quý vào năm 1974 có chồng Mỹ và có một đứa con trai, Lai Mỹ. Vào năm 1982, tình cờ có một người quen có gặp chị Quý tại tiểu bang California. Nếu chị Quý và chị Sơn có đọc được tin nhắn này, thì xin liên lạc với hai người sau đây để biết tin về cha mẹ, anh chị em còn ở Việt Nam. Ở Mỹ, chị Quý và chị Sơn xin gọi số 747-206-6172 để gặp chị Hạnh. Một lần nữa, số điện thoại, nếu như quý vị thấy những cái trường hợp này mà quý vị quen biết, hoặc đó có thể là trường hợp mà có thể là bạn bè hoặc bà con của quý vị, xin gọi số điện thoại 747-206-6172 để gặp chị Hạnh. Nếu ở Việt Nam, xin gọi số 090-606-1739. Một lần nữa, nếu ở Việt Nam, xin gọi số 090-606-1739 để gặp Lưu Hải Hoàng. Địa chỉ ở Việt Nam là số 11 đường Tự Cường, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Tên của anh em trong gia đình là Khanh, Tùng, Hải, Hùng. Đó là bức thư
mà cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã gửi cho Tuấn vào hôm ngày 8 tại tháng 6. Tuấn, đầu tiên, xin cảm ơn cô rất nhiều. Thứ hai, nếu như quý vị nào biết trường hợp của chị Lưu Thị Quý và chị Lưu Thị Sơn, thì có thể giúp chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bằng hình thức đó là gọi về cho chị và cũng như giúp chị có cái số điện thoại của chị Quý và chị Sơn. Một lần nữa, số điện thoại bên Mỹ của chị Hạnh là 747-206-6172. Và ở Việt Nam, tại vì chúng ta không biết được, có thể là chị Sơn và chị Quý còn ở bên Việt Nam chẳng hạn, thì hoặc là có ai đó ở bên Việt Nam biết được tin tức này, thì gọi số Việt Nam là 090-606-1739, gặp Lưu Hải Hoàng. Cũng trong tuần vừa qua thì Tuấn cũng nhận được những email của một khán thính giả nữa đã gửi về cho Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Đó là chị Nancy Nguyễn. Thưa quý vị, đây là bức thư của chị Nancy Nguyễn gửi về cho Tuấn. Chị Nancy Nguyễn viết rằng: "Tôi là Đức Nguyễn ở thành phố Alhambra, tiểu bang California. Tôi muốn tìm một người bạn cũ là Trần Văn Cung, trước ở Việt Nam, cư xá Nguyễn Kim, học ở trường Perusky từ năm 1962 đến năm 1969, sau đó nhập ngũ khóa 6/1969 ở Thủ Đức, ra trường về làm huấn luyện viên trung tâm huấn luyện Lam Sơn, hay với tên gọi khác là trung tâm huấn luyện Dục Mỹ ở quân khu 2. Và gần năm 1974 thì thuyên chuyển về tiểu khu Gia Định. Sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, Cung cải tạo vào năm 1979. Ông Đức Nguyễn có gặp ông Trần Văn Cung ở Bù Gia Mập ở Phước Long. Rồi anh Cung qua Mỹ theo diện HO. Mới đây, ông Đức Nguyễn có nghe tin ông Trần Văn Cung ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Vậy anh Cung có nghe hoặc bạn bè nào có biết, xin cho biết tin anh Trần Văn Cung. Thành thực cảm ơn rất nhiều." Và người tìm đó là ông Đức Nguyễn. Số điện thoại của ông Đức Nguyễn, nếu như trường hợp này có quý vị khán thính giả đang theo dõi trong chương trình, cũng như bạn bè, bà con hoặc bất kỳ ai biết về anh Trần Văn Cung, nhá, một lần nữa, anh Trần Văn Cung trước đây ở cư xá Nguyễn Kim, đã từng học ở trường Petruski năm 1962 đến năm 1969, thì xin liên lạc về cho anh Đức Nguyễn. Số điện thoại của anh Đức Nguyễn ở ngay tại Alhambra đó là 626-548-1526. Một lần nữa, 626-548-1526. Anh Đức Nguyễn cùng các anh chị em ở trong ban biên tập xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, quý vị có thông tin hoặc những cái thông tin mà quý vị muốn tìm người thân sau khoảng thời gian mà sau cái khung giờ trực tiếp, tức là 11 giờ cho tới 11 giờ 30 phút sáng ở ngày lại Leader Sài Gòn TV, quý vị có thể gọi về cho chúng tôi cũng như là gửi email về cho cái địa chỉ email mà quý vị đang thấy ở bên dưới. Tất cả email, nhá, Tuấn nghĩ là quý vị nên gửi email, bởi vì thư tín thì chúng ta có thể bị lạc, hoặc là có đôi khi quý vị gửi nhưng mà vì một lý do nào đó mà không đưa lên được trong cái chương trình, thì quý vị gửi email cho chúng tôi nha. Cách tốt nhất là gửi email, còn không gọi trực tiếp vào trong chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán thính giả, và chúng tôi sẽ hẹn gặp với quý vị vào phần 2 của chương trình Tìm Người Thân. Kính mời quý vị cùng theo dõi.